nó chị vừa lên chuẩn bị đồ xong chưa? Em nhớ gấp ít quần áo, tí nữa lấy ít đồ. Đi pha công nước. Mía hôm nào chị ép lên được rồi vì hôm nào nó đổ mất ấy. Cây nó to, rau thì em trồng hết, hôm nay nhiều cỏ. Gà nuôi thả là nó cứ ăn lên tít lên đỉnh đồi kia, không có lắm dê, có 30 con gà với lại 5 con dê cả to cả đấy. Dê thì cứ sáng ra là thả. Thả bình thường em cứ thả tầm 9-10 giờ thả, xong là đầu giờ chiều là nó về mà. Xong chị ở đây trong nông trại của em đi học. Em cứ yên tâm đi học thôi. Chị ở nhà chị có trong nông trại đâu. Em cứ đi mua chị em đi chợ đi. Buổi đi chợ còn đây em cầm một ít đi đi học. Buổi này đứa chị đi chợ đi. Tiền lẻ đấy như nào em mang đi chợ trả lại cho họ. Đây chị có mấy đồng cho em để em đi học nhá. Đây chị có chăm sóc nông trại cho chị thấy để chơi. Thế bây giờ em để đi lên trường luôn chị ở đây nhé. Chăm sóc nông trại. Nhà trong nhà ngoan nhé.
ong ấy. Bắt ong ấy. Ong là bảo cân cho một cân đạn. Bao hồ lô. Bà điên toàn tố. 10.000 một cân bác ạ. Sao lấy nhiều ạ? Ừ, lấy nhiều thì ăn lo. Vâng. Lấy nhiều người mà chạy lo. Cái quá không? Chả cho nên. Lòng thì nó không ngọt quá. Em đang bảo là em đi lên đây để đừng có cái bé. Thấy lòng. Chắc ngày nào đưa lên vô tí này chú. Sáng này đi đổi tiền khó. Cái này của ba cô, ba cân nốt này, 3 cân nhé. Chắc là đưa lên một tiếng này nào. Mình lên một tiếng nữa. Nào cân rồi. Ừ, nhưng mà mất cân sao? Bán có 5.000 cân. Tại vì có rồi. Tại nó xanh nhưng mà chưa chín, nhà này chưa chín. Cái này là chín. Này cân như cân này. Đây con đều 5.000, lấy cái này cho bao nhiêu con? À lấy 5.000 đó. Đúng rồi, đi đồ cũng lấy không phải lấy không? Chỉ đi nắp chân đi. Ờ, đi nắp chân đi. Đâm những cái cầm đi ẩu đồ. Áo đi à? Đây là 15.000 à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngắm nào mà đổ xuống đấy. Ô nó đổ xuống đang đang bánh đổ đang may mà không làm mặt đâu. Ngồi như này ấy, ngồi này không đổ không nó tạt vào thành chân này. Để một túi nữa. Con người bao nhiêu? 20. Ai bách chuột lại nó có hành một luôn sau ra đây. Nào mấy cháu à? Đây cho vào mà lấy nhá, thoải mái nhá. Thank you.